do tương tác với cơn bão đang ở ngoài khơi Nhật Bản, nên bão số 1 có hướng di chuyển lệch về phía Bắc, ít ảnh hưởng đến nước ta hơn so với nhận định ban đầu. Dù vậy, thì bão vẫn gây mưa lớn cho các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ. Chiều nay ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông Đông Nam. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sau đó bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cơ quan khí tượng lưu ý, ảnh hưởng của gió mạnh có khả năng làm mất an toàn cho hoạt động của tàu thuyền trên biển, nhất là tàu du lịch, hiện được đánh giá là khá nhộn nhịp ở khu vực đông bắc từ chiều tối và đêm mùng 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và sông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm. Riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 100 mm. Từ ngày 4 đến ngày mùng 7 tháng 7 do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to.